Tập 3. Mẹ đã nói rồi mà, người ta đều nói con gái chính là chiếc áo bông ấm áp nhất của mẹ. Nào, áo bông nhỏ. Hai ngày trước con có dặn mẹ đi nộp tiền điện, mẹ đã nộp chưa? Mẹ quên rồi. Quả nhiên là mẹ quên rồi. Đều trách con mà, gần đây toàn tăng ca cũng chẳng thèm nhắc mẹ. Thế thì đương nhiên là mẹ sẽ quên rồi. Đều là lỗi của con sao? Được rồi, được rồi. Là do con bận rộn quá, quên mất phải nhắc nhở mẹ. Không có điện cũng được. Vậy mẹ đi ngủ đi, ngày mai con sẽ đi nộp. Được, được. Chả trách khi bố con còn sống thường nói con gái nhà chúng ta rất biết thu gián. Dân dân, con là nữ siêu nhân bằng thép siêu cấp luôn. Mẹ hãy cố mà dựa dẫm vào đi. Được, mẹ dựa đây, mẹ dựa đây. Mẹ sẽ dựa vào con nhất quyết không chịu buông. Được rồi, mẹ đi ngủ đi. Được. Con cũng mau ngủ sớm đi nhé. Mẹ cẩn thận. Anh thấy em là nhà thiết kế chứ đâu phải là người mẫu. Làm đẹp như vậy để làm gì chứ? Anh thì hiểu gì. Em cứ đi theo Phó Vương Tư như thế này thì cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Không dễ gì mà có được chỗ dựa. Đương nhiên phải tận dụng cơ hội để bám vào rồi. Nhân cơ hội này để vào Choris, không chừng em có thể được nhìn trúng đấy. Cho dù em được người ta nhìn trúng thì em có thể làm được gì? Này, rốt cuộc em muốn đổi gì khác hay là muốn đổi người yêu hả? Em làm gì vậy? Nếu anh đã cảm thấy nguy cơ, vậy thì anh nên cố gắng một chút. Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn là một người mẫu có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Chẳng có chút triển vọng gì cả. Anh hãy xem phó tổng giám đốc của Choris xem. Xem người ta đã làm như thế nào. Chắc là anh ta. Nhìn anh ta căng thẳng thế kia kìa. Tôi cũng đoán vậy. Cô nói xem, giám đốc mới đến đang diễn trò gì vậy? Giám đốc Thẩm, anh xem bây giờ là... Đừng vội, sẽ nhanh thôi. Anh, nói đi. Tôi kim cương. Mau lấy viên kim cương này ra. Giám đốc Thẩm đúng là danh bất hư truyền. Như vậy anh cũng tìm ra được. Bản thân là cửa hàng trưởng, cô phải là người đầu tiên phát hiện ra mới đúng. Dần dần, anh nói rất đúng. Chuyện kim cương mất tích giống như lần này, ở nhãn hiệu trang sức Tesiro mặc dù chưa từng xảy ra, nhưng ở nhãn hiệu khác quả thực đã từng xảy ra chuyện này. Thủ đoạn lấy trộm kim cương rất khó tưởng tượng được. Các anh chị muốn nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được. Hôm nay chúng ta diễn tập như thế này chính là để anh chị biết được tất cả những phương pháp lấy trộm kim cương mà mọi người nghĩ đến. Tôi đều biết được tất cả những việc có liên quan đến kim cương. Không ai chịu tỉ mỉ tìm tòi như tôi đâu. Cho nên mọi người đừng có thử thách sự chuyên nghiệp của tôi, trừ phi các anh chị có thể vượt qua tôi.
Lần sau giấu kỹ một chút nhé. Chúng ta hãy luyện tập thêm một lần nữa đi. Được. Lần này công ty muốn giao toàn bộ việc chỉ đạo mở rộng thương hiệu cho cậu, nhưng cậu không được làm bừa. Phó Phương Tư chỉ có một văn phòng bé tí. Cậu nói xem cô ta có thể sản xuất được trang phục nổi tiếng nào hả? Chẳng lẽ chúng ta phải lấy những nhãn hiệu trang phục không tiếng tăm gì để quảng cáo ra thế giới à? Tôi đã ký nó thì tôi có đủ tự tin biến nó thành một nhãn hiệu quốc tế hot nhất. Tổng giám đốc Triệu, chắc ông cũng hiểu chuyện gì cũng sẽ có rủi ro. Tôi nhất định sẽ gánh vác hết tất cả hậu quả. Được, chỉ cần cậu có thể chịu trách nhiệm là được rồi. Nhưng báo cáo này cậu phải tự mình viết. Cái quái gì thế? Lúc lựa chọn thì ông ta không chịu đi, để một mình anh ra mặt. Khi đó rõ ràng Phó Phương Tư biểu hiện tốt nhất. Khi ông ta nhìn thấy Lý Đường được lên trang nhất, ông ta liền nhảy dựng lên. Rõ ràng là chẳng giúp gì được cả. Trong buổi tuyển chọn diễn ra giữa kịch cầu hôn lãng mạn, tình yêu và sự nghiệp của nữ người mẫu nổi tiếng Trình Tương Nam cũng thăng tiến. Những tinh hoa mà chúng ta mất công tạo ra cuối cùng cho anh ta dùng để cưới vợ. Phó giám đốc Doãn, chuyện này anh xem nên giải quyết thế nào? Được biết, vị hôn phu của Trình Tương Nam là Lý Đường, là cổ đông lớn của tập đoàn Đường Hoàng, định cư ở nước ngoài nhiều năm, thậm chí rất ít khi lộ diện trước giới truyền thông. Trừ công ty Đường Hoàng ra thì ở nước ngoài họ cũng có gia thế không nhỏ. Xem ra năm nay đúng là thời đại phải dựa vào khuôn mặt để kiếm miếng ăn. Xem ra cũng có mục tiêu dài hạn đấy chứ. Trình Tương Nam đến một con rùa vàng ở nước ngoài như thế này cũng có thể cua được. Chẳng trách mấy năm nay chị muốn làm người phát ngôn của Đường Hoàng. Còn nhớ lúc đầu? Lúc đầu làm sao? Được rồi, anh đừng giả vờ nữa. Bạn trai hiện tại của bạn gái cũ ở trong địa bàn của anh ngang nhiên cầu hôn người ta rồi, anh lại chẳng có chút phản ứng nào sao? Đại cổ đông của Đường Hoàng, ông chủ đứng đằng sau đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cầu hôn, còn lựa chọn một nơi đặc biệt như vậy. Mục đích chắc không phải là gì muốn góp mặt trên trang báo đâu. Anh chuyển chủ đề tự nhiên thật đấy. Anh ta muốn làm gì? Anh ta có thể làm gì? Nói thật, nhãn hiệu fancy này thực sự không dễ làm. Lão hồ ly trên sân này nói cũng không phải không có lý. Alo. Được, cứ bảo cô ấy chờ tôi một lát, tôi sẽ qua đó ngay. Đề cử Phương Tư, tôi đương nhiên có cách của riêng mình. Tôi nói cho cậu biết nhé, cuộc sống này là thế. Không phải cậu đi khiêu chiến người khác thì người khác cũng khiêu chiến cậu. Nhưng tôi thích vậy. Lý Đường, nói dành trước đi. Vội vàng trở về trong ngày lễ tình nhân, chắc có chuyện vui gì hả? Chuyện vui lớn nhất chính là công ty của tôi sắp mở rộng rồi. Chuyện này thì tôi thấy thật kỳ lạ. Đường Hoàng các anh làm kinh doanh may mặc, tại sao lại chạy đến tiệm trang sức Tuxedo của chúng tôi vậy? Cũng giống như lần trước đây khi chúng tôi chơi bóng quần vậy. Khi anh chơi một mình, anh sẽ muốn thử đánh đôi. Hơn nữa, nếu trang sức của anh đeo trên trang phục của tôi, sau này sản phẩm xa xỉ chính là thiên hạ của chúng ta. Nhưng nhãn hiệu trang sức Lý Thị của cha anh cũng muốn hợp tác với nhãn hiệu trang sức Tuxedo của chúng tôi. Lần này anh lại đặc biệt đến đây, không phải anh có ý muốn chọc cho bố anh tức chết đấy chứ? Ông ấy tức không chết được đâu. Anh chưa nghe thấy câu nói này à? Người tốt thường không sống lâu, kẻ gây họa thì sống mãi nghìn năm. Chắc chắn ông ấy sẽ sống tới 1000 tuổi. Anh đứng đắn một chút đi. Anh yên tâm, ông ấy sẽ không tức giận vì tôi cướp mất Tuxedo của ông ấy đâu. Mà có giận cũng chẳng giận lâu. Ông ấy chỉ mong sao tôi có thể đứng vững trên thương trường, mau chóng đánh bại ông ấy thôi. Với thái độ bất cần của anh, chẳng trách bố anh không yên tâm về anh. Theo sự quan sát của tôi thì danh tiếng của trang sức Tuxedo đủ lớn, anh cũng không cần cùng hợp tác với các nhãn hiệu khác. Anh nói như vậy
thì tại sao tôi phải hợp tác với anh chứ? Ngạc nhiên chưa? Đây là bản thiết kế bằng tay đầu tiên của tôi. Sao lại có trong tay anh? Khi lần đầu tiên thiết kế của anh thất bại, anh tức giận đến nỗi muốn dứt nó đi. Nói cái gì mà sau này anh sẽ không làm việc liên quan tới trang sức nữa. Lúc đó tôi cảm thấy rất tiếc. Tôi đã nhặt nó lên. Chúng ta từng nói tới lợi ích, bây giờ chúng ta hãy nói tới tình bạn. Anh còn nhớ chúng ta đã từng nói sau này có cơ hội chúng ta nhất định phải cùng giúp đỡ, hợp tác với nhau không? Đừng quên ý định ban đầu đó. Anh nhớ chứ? Nhưng bây giờ tôi làm sao ăn nói được với bố anh? Anh đã quên ý định ban đầu. Dù nói thế nào anh cũng quan tâm đến lợi ích hơn. Nếu không tăng thêm một chút cho anh thì đời anh chịu lãng phí thời gian vào nó chứ. Anh như vậy, nếu bố anh tức giận, anh không sợ sẽ có ngày phải hối hận sao? Số mệnh bố tôi tốt lắm. Ông ấy coi trọng thể diện như vậy, ông ấy nhất định sẽ sống đến khi tôi chịu đầu hàng mới thôi. Được rồi, tôi không nói nhiều với anh nữa. Hãy nhớ suy nghĩ kỹ lời tôi nói nhé. Tôi đi đây. Đi đường, từ từ đã. Tôi không thể để anh về tay không được. Đây là sản phẩm mới của Tesiro. Anh có thể tặng bạn gái của anh. Đúng lúc tôi có thể lấy nó làm quà cho lễ tình nhân. Cảm ơn nhé. Cô Phó, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phó Tổng Giám đốc Doãn, mời ngồi. Thật ngại quá, lần trước đã ép anh làm người mẫu. Không cần thấy ngại, vì mục tiêu dám dũng cảm tiến lên phía trước, không thành công thì không từ bỏ. Đây là ưu điểm của cô, tại sao phải xin lỗi? Nhưng thái độ của tôi, thái độ của cô chính là thái độ của một nhà thiết kế tài hoa. Nói thật, tôi nên cảm ơn cô. Tôi không biết tôi đẹp trai như vậy. Cảm ơn anh. Hôm qua quả thật có chút vấn đề. Tác phẩm mà anh nhìn thấy không phải là tác phẩm đẹp nhất của tôi. Hôm nay tôi đem đến tác phẩm mới nhất. Hy vọng sau khi anh xem rồi, chúng ta sẽ hợp tác tốt hơn. Cô Phó, tại sao mỗi lần gặp cô đều toàn nói tới công việc nhỉ? Cô không sợ khiến người khác ghét sao? Công việc của tôi không phải là lấy lòng người khác. Thế giới này có khoảng 20% số người không cần biết anh làm gì, nhưng bọn họ đều ghét anh. Và còn khoảng 60% sẽ vì hành động của anh thay đổi thái độ với anh. Lúc thì đổi trắng thay đen. Và còn khoảng 20% còn lại, không cần biết anh ngốc tới mức nào, phạm nhiều lỗi sai như thế nào, đều rất yêu thích anh. Thế giới luôn thay đổi. Nếu để ý những lời đó thì mệt lắm. Cô nói những bản vẽ này sẽ khiến tôi nghĩ thông suốt một chuyện. Chính là tại sao những trang phục mà cô thiết kế chỉ trong chốc lát có thể đánh dập con mắt của số đông? Tại sao? Trừ phong cách truyền thống ra, thiết kế của cô là thứ mà những nhà thiết kế khác không có. Cảm giác rất mạnh mẽ, thẳng thắn, đem lại cảm giác trực tiếp nhất. Hơn nữa, chúng còn giải phóng suy nghĩ của phụ nữ, mong muốn tự tin hơn. Cũng giống như cảm giác mà cô truyền tải tới người khác. Nói thật, tôi rất vinh hạnh. Ban đầu tôi được quen biết cô, sau đó lại được nhìn thấy tác phẩm của cô. Có gì khác nhau không? Tôi tin vào giá trị nhãn hiệu Fancy. Cũng tin rằng cô sẽ không vì yếu tố bên ngoài mà ảnh hưởng đến ước mơ cô theo đuổi. Phó Tổng Giám đốc Doãn, anh thực sự muốn ký hợp đồng với tôi sao? Đúng vậy, tôi sẽ biến nhãn hiệu Fancy của cô thành nhãn hiệu quốc tế thật sự. Quyền đại diện 10 năm. Có vấn đề gì sao? Xin lỗi, thời hạn đó quá dài. Quá dài. Tôi muốn ký hợp đồng với anh về quyền đại lý trong khoảng 3 đến 5 năm. Đối với tôi mà nói, Fancy thuộc về cá nhân tôi. Tôi không muốn nó được dán mác của bất kỳ ai hoặc bất kỳ công ty nào khác. Cũng chưa từng nghĩ đến sẽ đem Fancy giao cho người khác. Hy vọng anh có thể hiểu được. Nhưng cô nên biết, mở rộng phát triển một nhãn hiệu không hề dễ. Cho đến khi nó có giá trị trên thị trường và là nhãn hiệu được nhiều người biết đến, cần rất nhiều thời gian. Thời kỳ đầu sẽ phải đầu tư rất nhiều, thời kỳ sau mới bắt đầu có thành tựu. Nếu thời gian ngắn quá,
sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của công ty. Thẳng thắn mà nói, không có công ty đại lý nào muốn đem một lượng lớn nhân lực của cải để đầu tư vào một nhãn hiệu trong thời gian ngắn như vậy. Tôi hiểu ý của anh. Chỉ có điều, chào mừng các vị đến tham dự buổi ký kết hợp tác giữa nhãn hiệu trang sức Tesiro và nhãn hiệu may mặc Đường Hoàng. Trang sức Tesiro chính là nhãn hiệu trang sức cao cấp, dựa vào công nghệ các kim loại tinh vi và các thiết kế tạo hình riêng, đã được phần đông nữ giới đón nhận. Tiếp theo, xin mời Tổng Giám đốc Lý của Tập đoàn Đường Hoàng và Tổng Giám đốc Thẩm của trang sức Tesiro lên sân khấu. Xin mọi người cho một tràng pháo tay chào mừng. Tin rằng sự hợp tác giữa Đường Hoàng và Tesiro lần này nhất định sẽ thành công tốt đẹp. Sau đây xin mời Tổng Giám đốc Lý phát biểu đôi lời. Hôm nay tôi thấy rất vui vì đã có rất nhiều người đến tham gia. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chuyển trọng tâm sự nghiệp vào đầu tư trong nước. Tôi cũng chính thức đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Đường Hoàng. Tiếp theo chúng tôi sẽ hợp tác chiến lược toàn diện với trang sức Tesiro, thúc đẩy phát triển hàng loạt các sản phẩm được thiết kế tinh xảo. Những sản phẩm được thiết kế tinh xảo này sẽ do người đại diện, cũng chính là vị hôn thê của tôi, cô Trình Tương Nam đảm nhận. Chúng ta hãy chào mừng cô ấy. Xin cảm ơn. Cô Trình, dòng trang sức trên cổ cô có phải là do công ty của cô đã đặt không? Nó nằm trong bộ sưu tập mới nhất của trang sức Tesiro. Trong mắt chúng tôi, cô Trình là một ngôi sao rực rỡ nhất. Cô ấy đeo chuỗi vòng cổ đặc biệt này quá hợp. Anh Lý mới về nước đã cầu hôn, chắc chắn việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là đem chuỗi vòng tay này tặng cho vị hôn thê nhỉ? Cô Trình, chồng sắp cưới của cô dùng hình thức đó để thổ lộ với cô, chắc chắn cô cảm thấy rất vui đúng không? Đương nhiên tôi rất vui, có thể cùng với người mà mình yêu thương nhất thực hiện ước mơ là điều hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tổng giám đốc Lý, trước đây trong buổi tuyển chọn nhãn hiệu của Chorip, Đường Hoàng đã bị một nhà thiết kế trang phục mới là cô Phó Phương Tư cướp mất lợi thế. Theo anh thấy, những thiết kế lộng lẫy của Đường Hoàng có bị ảnh hưởng không? Chỉ là một con châu chấu nhỏ, dù thế nào cũng sẽ không đánh đổ được xe. Cũng giống như vừa nãy anh nói, đó chỉ là một cuộc tuyển chọn thôi mà. Trên thương trường thành hay bại phải dựa vào thực lực tổng hợp của mình, chứ không phải dựa vào thiết kế. Phó Phương Tư, cái tên này đọc chẳng thuận miệng chút nào. Đợi đến khi nó trở thành cái tên của một công ty thì hãy nhắc đến vấn đề này. Cảm ơn. Tôi tin tiếp theo, sản phẩm mà công ty chúng tôi đưa ra thị trường nhất định sẽ được đông đảo mọi người đón nhận. Bởi vì sản phẩm của công ty chúng tôi còn bao hàm cả sự bao dung, ủng hộ và hiểu biết lẫn nhau, không giống những thứ ích kỷ lạnh lùng. Để đạt được mục đích và không từ bỏ thủ đoạn nào, chỉ biết nghĩ đến bản thân, bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được. Từ trước đến nay có truyền thống là những thiết kế của tiệm trang sức Tesiro luôn cất giấu cho thế hệ sau. Lần này chúng tôi hợp tác với Đường Hoàng cũng sẽ duy trì truyền thống này, không quên mục tiêu ban đầu. Cô và tổng giám đốc của Đường Hoàng rất thân quen sao? Không, tôi vừa mới nghĩ đến một thiết kế. Đi với tôi một lát. Dù sao trang phục hôm nay của cô trông rất đẹp.
Cô không muốn lấy lại những gì đã mất trước kia hay sao? Nhưng mà tôi vẫn chưa... Không sao. Cho dù quyết định cuối cùng của cô là gì, tôi đều tôn trọng quyết định của cô. Được, cảm ơn các bạn trong giới truyền thông. Cảm ơn các bạn trong giới truyền thông. Tại hội trường của buổi họp báo, chúng tôi đã chuẩn bị một chút trà và đồ ăn vặt. Mời mọi người thưởng thức. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian phỏng vấn tốt nhất cho mọi người, được không? Được rồi, cảm ơn. Vừa nãy trên sân khấu cậu nói được lắm. Tôi thật sự lo lắng cậu không thể tiếp tục trả lời một cách lưu loát được. Tôi nói cậu biết, có một tin tốt. Cậu có biết, vừa nãy có khách hàng gọi điện cho tôi, hỏi tôi về mẫu thiết kế mới đấy. Chú ý hình tượng chút đi. Tôi thật sự muốn lôi tên phóng viên nhắc đến Phó Phương Tư ra, đánh cho một trận đấy. Hỏi cái quái gì không biết. Cậu bình tĩnh một chút đi. Đừng có mỗi ngày không giết người thì lại gây họa. Đám phóng viên đó chỉ tùy ý hỏi một câu thôi, thì cậu trả lời tùy ý là được. Hôm nay xinh quá thật đấy. Được rồi, không làm phiền hai người nữa. Để thời gian riêng tư cho hai người. Bộ trang sức hôm nay đẹp quá, khiến em cảm thấy mình như công chúa vậy. Cái gì mà giống công chúa? Hôm nay em chính là công chúa rồi mà. Làm gì vậy? Sợ rồi à? Không muốn nói thì thôi. Không muốn nhìn thấy thì cứ coi như không nhìn thấy. Lúc trước trông cô rất ngầu, rất tự tin mà. Chúng ta vào đi. Nào. Giám đốc La, cô gái kia trông rất quen. Tổng giám đốc Thẩm, có những chuyện không nên biết thì tốt hơn. Có những người đáng ghét thì không cần quen biết. Đúng vậy. Phó giám đốc Doãn, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi mà đến đây vậy? Tổng giám đốc Lý đúng là tuổi trẻ tài giỏi, cũng rất biết kinh doanh. Chả trách người mẫu nổi tiếng cô Trình Tương Nam một lòng đi theo anh. Năm ngoái được hợp tác với Joris, nhưng không có duyên được gặp phó tổng. Không ngờ phó tổng lại trẻ tuổi đến vậy. So với vị hôn phu tài giỏi của cô, tôi có là gì đâu. Tổng giám đốc Lý, nghe nói công việc kinh doanh nước ngoài của anh rất tốt. Lần này về nước tiếp quản đường hoàng, chắc chắn là gì không muốn phải xa cô Trình Tương Nam. Có một vị hôn phu vừa giàu có vừa chung tình, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ. Phải, tôi cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Thật ra có thể gặp được Lý Đường là điều may mắn nhất trong đời tôi. Bên cạnh phó tổng giám đốc Doãn cũng có một cô gái rất đẹp, chắc không cần ngưỡng mộ tôi đâu. Nhưng đôi lúc đừng nên bị đánh lừa bởi vỏ bọc bên ngoài. Lỡ như thứ chọn được không phải là kim cương mà chỉ là một hòn đá cứng, cẩn thận nếu không rơi trúng chân đấy. Không sai, nói thật với anh, trước đây tôi thực sự đã bị lừa, nhưng bây giờ ổn rồi. Ngược lại là anh, anh phải cẩn thận một chút. Hôm nay tôi và cô phó Phương Tư thay mặt cho Joris đến chúc mừng hai vị. Phó tổng giám đốc Doãn, anh và cô phó Phương Tư cùng nhau, có phải hai người đã quyết định hợp tác với nhau không? Đây là lần đầu tiên Joris hợp tác với một công ty trong nước. Xin hỏi các vị, có chắc chắn là chọn văn phòng của cô phó Phương Tư không? Đương nhiên, tại buổi trình diễn tôi đã nói rồi, tôi vô cùng ấn tượng với tài năng của cô phó. Hơn nữa, tôi rất có lòng tự tin vào sự phát triển trong tương lai của nhãn hiệu Fancy. Thẳng thắn mà nói, không phải là tôi lựa chọn cô ấy, mà là đang chờ đợi sự lựa chọn của cô ấy. Trước mắt cô phó vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Tôi thật lòng hy vọng cô ấy có thể cho tôi cơ hội, giúp cô ấy một phần sức lực. Cô phó,
Tôi nhớ cô đã từng nói với tôi, nhãn hiệu này chỉ thuộc về riêng cô, không hy vọng nó sẽ dán mác bất cứ công ty nào. Điều này tôi rất hiểu và hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cô. Vậy nên tôi bây giờ có thể đảm bảo trước mặt mọi người rằng sẽ không bất kỳ ai can thiệp vào thiết kế của cô. Tôi sẽ cho cô một không gian riêng để sáng tạo. Cô Phương Tư, tôi thực sự hy vọng sẽ được hợp tác cùng cô. Hãy tin tôi, chúng ta có thể tạo ra kỳ tích. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Giống như đang tỏ tình vậy. Tôi và cô Phó vẫn chưa chính thức ký hợp đồng. Hôm nay chúng tôi đến đây là để chúc mừng anh Lý Đường và cô Trình Tương Nam. Chúng tôi còn có việc, chúng tôi xin đi trước. Tạm biệt. Phó Tổng Giám đốc Doãn, anh đừng đi chứ. Phó Tổng Giám đốc Doãn, chúng tôi còn chưa nói xong mà. Các vị nhà báo, hôm nay chúng ta chỉ phỏng vấn đến đây thôi được không? Các vị nhà báo, còn có câu hỏi khác, lần sau chúng tôi sẽ sắp xếp phỏng vấn riêng. Hôm nay chỉ đến đây thôi, cảm ơn. Giỡn trò gì vậy? Đây chẳng phải là sao chép phong cách của cậu sao? Đánh phá game ít nhất cũng phải có chút sáng tạo chứ. Phương Tư, xe của cô vẫn ở công ty. Chúng ta cùng về nhé. Tôi muốn đi một mình. Tạm biệt. Phương Tư, những lời tôi nói khi nãy đều là nghiêm túc. Tôi sẽ không can thiệp vào thiết kế của cô. Fancy vẫn là của cô. Cô hãy suy nghĩ thêm. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Bye bye. Bye bye. Doãn Hạo Nhiên, tôi có thể nói chuyện với anh không? Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tương Nam. Tôi có nên cảm ơn anh không nhỉ? Bởi vì lúc nãy anh đã không gọi tôi. Con rùa vàng của cô đâu rồi? Sao không đi chung với cô? Tôi không đến để tán gẫu với anh. Hôm nay anh đến đây làm gì? Tại sao lại đưa Phó Phương Tư cùng tới? Cô đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi đến đây không phải là vì cô đâu. Tôi biết bây giờ anh đang phát triển rất tốt, nhưng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi sắp kết hôn rồi. Tôi không muốn bất kỳ chuyện gì khác xảy ra. Nếu anh còn chưa bị một kẻ điên như Phó Phương Tư ảnh hưởng đến khả năng tư duy, chắc là anh sẽ hiểu tôi đang nói cái gì. Anh có nghe tôi nói không đấy? Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Tạm biệt. Cẩn thận, qua bên kia ngồi nghỉ một lát đi. Nào, ngồi đi. Để tôi xem. Anh làm gì vậy? Để tôi xem cho. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Đau không? Không cần anh lo. Cô vẫn giống y như ngày trước, luôn thích đi những đôi giày cao như thế này. Xanh quản nhiều thế. Đừng động vào tôi. Đừng. Anh. Đưa thẻ nhớ ra đây. Đưa thẻ nhớ ra đây. Anh nói cái gì? Đưa thẻ nhớ ra đây. Anh làm gì? Mau lên. Anh muốn làm gì? Hạo Nhiên, anh đi trước đi. Chúng tôi sẽ tự xử lý. Anh là bạn ta sao? Người anh em, đưa cho tôi thẻ nhớ của cậu đi. Chúng ta nói chuyện với nhau chút. Làm thế nào với đóng ảnh đây? Không sao, tôi sẽ xử lý. Thẻ nhớ này tôi sẽ mang đi, được chứ? Chúng ta thương lượng với nhau nhé. Thương lượng đi. Chuyện này đâu phải khó giải quyết đâu. Đám săn ảnh bây giờ sao lại đáng ghét như vậy? Bạn của anh làm việc có được không đấy? Alo. Được. Cứ thế đi. Về công ty rồi nói tiếp. Bye bye. Yên tâm. Xử lý xong rồi. Xong rồi à? May quá. Hù chết tôi mất. Tại sao lại giúp tôi? Chẳng tại sao cả. Chuyện con rùa vàng vừa cầu hôn cô đã chiếm mất vị trí trang nhất của chô rít chúng tôi rồi. Nếu trong lúc này chúng ta lại bị đám săn ảnh chụp được, đầu tiên sẽ bất lợi đối với cô. Thứ hai, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà đối đầu với Đường Hoàng. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện có hại với bản thân đâu.
Tiểu Vũ, tôi về trước đây. Được, bye bye. Mỹ nữ, bông hoa của trường nào đây? Chúng ta nhất định gặp nhau rồi. Cô gái chúng tôi không phải người xấu. Đi nào, cùng chúng tôi uống vài ly. Xin lỗi, bạn trai tôi đang đợi. Người ta có bạn trai rồi. Thôi vậy đi nào. Cho tôi số điện thoại đi. Anh lại đây, Hạo Nhiên. Em mau qua đây. Nào, cầm cái này hộ anh. Sao trời mưa to quá vậy? Nào, em lạnh không? Em không lạnh, trong kia có điều hòa. Cậu anh có lạnh không? Anh không sao chứ? Sao lại ướt nhiều thế này? Anh không sao, chúng ta mau về thôi. Anh dẫn em đi ăn đồ nóng nhé, lẩu cay được không? Đi nào. Hạo Nhiên, sao vậy? Trời mưa to quá. Chúng ta qua kia trú một lát, đừng vội. Được rồi, ở đây được không? Được rồi, dừng xe đi. Sao trời mưa to thế nhỉ? Phải đấy, ướt hết rồi. Em cũng vậy, ướt hết rồi này. Em không sao, anh ướt hết rồi, để em lau cho. Không sao chứ. Anh biết không, lúc nãy ở ngoài quán rượu có hai ông chú trông rất xấu xa, nói rằng muốn cùng em đi chơi đấy. Xem ra là có nhiều tiền. Nếu mẹ em mà biết, nhất định vui chết đi được. Anh nói thật đấy, nếu không cẩn thận lọt vào tay kẻ xấu, em sẽ bị nhốt vào trong phòng tối, cùng đám chuột này, gián này ở chung với nhau. Sau khi chơi đủ rồi, sẽ cho em uống thuốc mê, rồi sẽ chặt tay chặt chân em, dứt em ra ngoài. Em sẽ phải ra đường ăn xin đấy. Anh đùa vui quá nhỉ? Em nói với anh như vậy, anh tưởng thật đấy à? Anh nói thật đấy. Còn tiếp nữa hả? Được rồi, được rồi, anh không nói nữa. Đùa tí thôi mà. Tương Nam, em hãy tin anh, sẽ có một ngày anh cho em được ngồi trong xe cao cấp. Còn nữa, anh muốn trong xe sẽ có đầy những món đồ có hình ngôi sao mà em thích. Để em được ngồi giữa những ngôi sao, là một công chúa nhỏ. Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ. Không nghe thấy hả? Được rồi. Trình Tương Nam, anh nói cho em biết, sau này anh nhất định sẽ cho em được ngồi trong xe cao cấp. Còn để em cùng với bố, cùng với mẹ sống trong một căn nhà thật to, thật to, khiến em trở thành công chúa nhỏ, hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất thế giới. Người như anh sao cứ thích cho người khác ngồi tàu bay giấy thế hả? Anh đâu có cho người khác ngồi tàu bay giấy. Tất cả những điều anh vừa nói chắc chắn sẽ thành hiện thực. Đẹp không? Đẹp lắm. Hãy tin anh, một ngày nào đó anh sẽ mua tặng em những thứ trong đó. Thật hay giả vậy? Giả đấy. Thật đấy, thật đấy. Bây giờ anh còn hận tôi không? Lúc ban đầu đương nhiên là hận, nhưng sau đó tôi đã nghĩ thông rồi. Mỗi lần cảm thấy hận cô là một lần tôi không muốn thỏa hiệp. Tôi bây giờ càng hy vọng cô sẽ có được hạnh phúc. Tôi bây giờ rất hạnh phúc. Vậy thì tốt. Amy, mọi người đi ăn hết rồi, sao cô vẫn còn ở đây? Tôi không đói. Cái gì mà bí mật thế? Có gì đâu. Trang thông tin tuyển dụng. Cô muốn nhảy việc à? Cô muốn đi đâu? Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ ngó qua mà thôi. Không phải bây giờ cô muốn đi chứ? Chúng ta sắp cùng Chorit hợp tác rồi. Phương Tư nhất định bắt một người chúng ta phải làm việc bằng 10 người. Cô không được đi. Ngày nào cũng phải tăng ca. Tôi mệt sắp chết rồi đây. Cô cứ để tôi xem một lát. Một lát thôi mà. Chị Phương Tư, chị về rồi à? Xe chị đâu? Để ở Chorit rồi. Việc bằng bạc không tốt sao?
Việc bàn bạc rất tốt. Bàn bạc tốt mà sao mặt chị thế kia? Mặc dù những gì họ nói đều làm tôi cảm thấy buồn, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy thật vô vị, thật trẻ con. Ý chị là sao? Không có gì, chỉ là rất muốn dùng cách riêng của tôi để giành chiến thắng thôi. Không sao đâu, sẽ nhanh thôi. Hay quá, hợp tác cùng Chorip, Phương Tư nhất định sẽ gặp may mắn. Cố lên. Phương Tư, tới khi nào mới tới lượt tôi? Cuối cùng cũng điều tra ra rồi. Thì ra cái cô Phương Tư đó chính là bạn gái cũ của Lý Đường. Chẳng trách khi hai người họ gặp nhau trông như gặp phải quỷ vậy. Muốn kéo cũng không được. Chuyện này nghĩ đến cũng thú vị đấy. Phó Phương Tư và Lý Đường, Lý Đường và Trình Tương Nam. Trình Tương Nam đã từng bên anh, bây giờ anh lại ở cùng Phó Phương Tư. Đúng là loạn rồi. Đủ một bàn mặt chuột đấy. Tôi và Phó Phương Tư chỉ có quan hệ hợp tác với nhau, đừng nghĩ lung tung. Chúng tôi nhiều nhất chỉ được coi là bạn bè bình thường. Giữa nam nữ có quan hệ bạn bè bình thường thật sao? Cậu nghĩ tôi là cậu sao? Anh đó, anh cứ nghĩ đơn giản quá. Sau này thế nào cũng thua cô ấy cho coi. Thật ra chân tướng chỉ có một. Hoàn cảnh của hai người đều giống nhau. Nếu tôi nói đúng, anh không được cãi đâu đấy. Anh đừng trách tôi không cảnh báo trước. Cô Phó Phương Tư đó thì tôi biết, nhưng trái tim của Trình Tương Nam còn cứng hơn cả Nokia đấy. Anh đừng để bị ngã hai lần tại cùng một chỗ. Còn nữa, Trần Sinh đã thông báo những chuyện không hài lòng lên tập đoàn rồi. Anh có nghĩ ra cách gì vừa có thể bảo vệ mình, vừa có thể kéo ông ta xuống trước không? Theo tôi thấy, anh thấy ai không vừa mắt thì cứ kéo người đó xuống trước luôn. Người không vừa mắt hả? Chắc là cậu đấy. Anh được đấy. Nếu anh thực sự có thể tìm được một người chăm sóc chu đáo cho anh ba bữa một ngày bằng tôi, giống như trong quyển Súp Gà Cho Tâm Hồn, thì muốn kéo tôi xuống nước cũng không thành vấn đề. Bây giờ có phải cậu rất rảnh không? Không cần làm gì cả. Phải biết kết hợp lao động với nghỉ ngơi chứ. Tôi đi làm việc đây. Không đến mức đó chứ. Người ta chỉ nói mấy câu đã làm cậu tức giận thế này rồi. Hơn nữa, Phó Phương Tư không phải cũng không nói gì sao? Cậu nhìn cậu đi, mắt sắp phun ra lửa rồi kìa. Nhìn xem bộ dạng vốn dĩ muốn tới trả thù mà. Nói tôi trẻ con cô ta thì không thế sao? Dù có là Doãn Hạo Nhiên cũng không chống lưng được cô ta đâu. Anh cứ đợi xem tôi xử lý hai người đó. Cậu có nhất thiết phải làm vậy không? Chào Tổng Giám Đốc Lý. Hôm nay là ngày gì thế? Tổng Giám Đốc Lý vừa mới về nước, đã lan truyền tin tức sắp kết hôn. Bây giờ cùng Tesiro hợp tác. Bên trái là người đẹp, bên phải là Giang Sơn, rất hoàn mỹ. Tổng Giám Đốc Lý tới đường hoàng, chắc không phải là để khen tôi chứ. Tesiro là nhãn hiệu ta luôn muốn hợp tác. Ta đã đầu tư vào nó rất nhiều. Việc này không phải con không biết. Thứ Tổng Giám Đốc Lý không thiếu nhất chính là tiền. Nhiều tiền quá tiêu không hết thì cứ thất bại một hai lần, được nghỉ ngơi vài ngày là lại khỏe ngay thôi. Tiền tiêu không hết ư? Thằng trời đánh. Tiền tiêu không hết ư? Vậy để ta nói cho con biết nhé. Lại đây. Chú ơi, chú ơi, có gì từ từ nói. Đừng động tay động chân được không? Bao nhiêu người đang nhìn kìa. Ra ngoài cho tôi, ra ngoài. Chú ơi, chú ơi, sao lại đánh nhau chứ? Tổng Giám Đốc Lý, Giám Đốc Lý, về đi, về đi. Nhìn cái gì hả? Đi làm việc đi. Nhìn gì mà nhìn? Tổng Giám Đốc Lý. Chú ơi, không thể đánh như vậy được đâu. Chú ơi, đừng đánh vào mặt nhé. Chú ơi. Tiêu không hết tiền hả? Ta nói cho con biết, ta nuôi con lớn tới từng này, tốn mất bao nhiêu tiền. Con không coi ta là bố. Con bỏ ra nước ngoài không thấy mặt mũi đâu. Vừa mới về đã đối đầu với ta. Việc kết hôn cũng không thèm nói với ta một tiếng. Mày đúng là đồ bất hiếu. Mày muốn làm cái gì đây? Rốt cuộc ông muốn tôi làm gì đây?
Ông sinh ra tôi, nuôi tôi lớn lên, nhưng đâu có coi tôi là con trai ông. Ông chỉ coi tôi là một quân cờ thôi. Không phải, tôi là thuốc của ông mới đúng. Không, không nghe thấy gì hết. Sao lại không nghe thấy gì nhỉ? Rốt cuộc tình hình ra sao rồi? Chú ơi, chú sắp xong rồi chứ? Xong tiêu hết tiền hả? Ta nói cho con biết, ta nuôi con lớn, từng này tốn mất bao nhiêu tiền. Tới tận bây giờ, anh vẫn còn coi tất cả là trò chơi phải không? Sắp kết hôn rồi ư? Sao không khuyên nói gì nhỉ? Tôi cũng có chuyện vô cùng quan trọng. Vậy bây giờ anh hãy tránh qua một bên. Lát nữa tôi còn phải đi chọn nhẫn. Lý Đường, anh thực sự biết kết hôn là gì không? Đợi đến khi Doãn Hạo Nhiên biết rõ bản chất của cô, anh ta sẽ giống tôi, trốn cô càng xa càng tốt. Vậy anh định để cô ta tham gia vào quảng cáo lần này sao? Tôi bằng lòng ký hợp đồng 10 năm thì 10 năm.